quân để làm sao về hậu thủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Hàng Đẫy thủ đô Hà Nội để theo dõi trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2017-2019. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng. Vẫn đang là Hùng Dũng. Ô ma, rất hay. Cơ hội dành cho Trương Văn Thái Quý. Không vào. Môn Văn Toàn đang chứng minh tại sao anh đang là người được coi là sự lựa chọn số 1 cho khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Đó là một bước thăng tiến có thể nói là đáng ngạc nhiên của người mà mới cách đây một năm cũng không nghĩ sẽ có mặt trong đội của một đội bóng chuyên nghiệp. Chúng ta vừa được xem lại pha phối hợp giữa Oma và Trương Văn Thái Quý. Khá nguy hiểm. Bóng đi thẳng về khung thành của đội khách. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Đây là phút thứ 15 hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2017. Tỷ số trên sân vận động đấy cho tới điểm này vẫn đang là 0-0. Bên phía các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội có sự thay đổi cầu thủ. Thành Lương sẽ được đưa vào sân thay thế cầu thủ số 74 Trương Văn Thái Quý rời sân. Cầu thủ số 11 Phạm Thành Lương vào sân. Đến như thế này rất cần đến kinh nghiệm của những cầu thủ dày dặn. Trương Văn Thái Quý đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và trước lối đá giáp mà câu lạc bộ Hải Phòng đang sử dụng thì đã có những tình huống mà đội tuyển này nổi nóng, rất dễ có thể dẫn tới những chiếc thẻ vàng tiếp theo. Hoàng Dương, Đình Trọng một lần nữa thể hiện được khả năng của mình, phán đoán và đưa ra những tình huống xử lý rất đúng nhịp. Oma, một tấn công mà các cầu thủ chủ nhà đang có được khoảng trống. Thành Lương, vẫn đang là Thành Lương, có thể dứt điểm. Như vậy là bóng đã chạm tay của bộ đội Hải Phòng và sẽ có một quả đá phạt 11m. Người để bóng chạm tay đó là Trịnh Văn Lợi. Quyết định dứt khoát của trọng tài Ngô Duy Lân khi chỉ tay vào chấm phạt 11m. Thành Lương chỉ sau ít phút có mặt ở trên sân đã tạo ra sự khác biệt. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chính xác đó là một quả đá phạt 10m, nó diễn ra ngay trước mắt của trọng tài Ngô Duy Lân. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ngay lập tức phát huy tác dụng. Đứng trước quả đá phạt 11m sẽ là Oma. Với điểm mà Hải Phòng đang chơi tốt nhưng họ đang đối mặt với nguy cơ sẽ để thua trước. Oma với cơ hội tiến tới bàn thắng thứ 4 cho cá nhân mình ở mùa giải năm nay. Xét trên bình diện của V-League. Pape Oma và Văn Toàn. Oma không vào! Đó là sự xuất sắc của Văn Toàn và chắc chắn là anh đang ghi điểm trong đôi mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai quả phạt 11m đã bị thủ môn trẻ này ngăn chặn trong những vòng đấu vừa qua ở V-League. Oma không thành công trên chấm phạt 11m và các cổ viên của câu lạc bộ Hải Phòng thì cực kỳ vui mừng. Sự xuất sắc của thủ môn Văn Toàn một lần nữa được thể hiện khi phải đối mặt với những quả đá phạt 10m hướng về khung thành của mình. Trận đấu có lẽ sẽ phải gián đoạn ít phút sau sự cuồng nhiệt và có phần quá khích của các cổ viên Hải Phòng. Những quả pháo sáng đã bị ném xuống sân. Nhưng hãy cùng xem lại tướng này với một phán đoán có thể nói là cực kỳ chuẩn xác của Văn Toàn. Đối mặt với Oma, một trong những cầu thủ hàng đầu của V-League, Văn Toàn tự tin đổ người chuẩn hướng và cứu nguy cho khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Đó là một sự trưởng thành đáng ngạc nhiên nhưng đáng được ghi nhận của Văn Toàn, một người mà cách đây một năm còn không nghĩ rằng mình sẽ trở lại với con đường bóng đá chuyên nghiệp. Một lần nữa hãy xem lại phản xạ cứu thua của Văn Toàn. Điều quan trọng nhất là đã phán đoán được ý đồ sút bóng của Oma. Tỷ số của trận đấu trên sân bằng đấy vòng này vẫn đang là 0-0.
lần thứ hai liên tiếp trong vòng 1 năm. Những cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy lại phải gián đoạn bởi những quả pháo sáng. Mặc dù đó là điều đã được cảnh báo từ trước. Mọi thứ diễn ra rất nóng cả trên sân lẫn trên khán đài. Cổ vũ cuồng nhiệt và đồng hành với đội bóng chủ quản là điều nên làm. Nhưng dẫn tới những hành động quá khích thì đó thực sự là những hành vi đáng trách. Những quả pháo sáng có thể gây mất an toàn với ngay cả thậm chí là tính mạng của một con người. Quả đá phạt góc vẫn chưa thể được thực hiện. Những phút cuối đầy nóng bỏng trên sân động Hàng Đẫy của hiệp 1. Đến phần sân nhà thì các cầu thủ Hải Phòng vẫn đang duy trì được sự chặt chẽ. Đường truyền của Đoàn Văn Đậu. Moses vẫn đang là Moses. Có thể dứt điểm. Không vào. Một lần nữa thì thủ môn Văn Toàn của Hải Phòng chơi xuất sắc. Anh xứng đáng là cầu thủ sáng nhất của hiệp đấu đầu tiên trên sân Hàng Đẫy ngày hôm nay. Cú sút được thực hiện bởi Oseni. Phút đá bù giờ thứ 5 của hiệp 1. Người sẽ điện của đá phạt góc là Đỗ Ung Dũng. Như vậy là trọng tài chính Ngô Duy kết thúc hiệp 1. Tỷ số hiện nay là 0-0. Hải Phòng gặp Hà Nội trên sân Đồng Hàng Đẫy. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2047-2019. Một là một hiệp đấu mà người ta phải ghi nhận sự xuất sắc của thủ ban tổ chức trận đấu sẽ thông báo bên phía kết thúc hiệp 1. Các phóng viên của nhu cầu đổi vị trí tác nghiệp sau hai cầu môn sẽ di chuyển dọc theo đường pit khán đài B để đảm bảo an ninh an toàn trong khu vực khán đài VIP. Xin trân trọng cảm ơn. Nhưng không có một bàn thắng nào được ghi. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Hàng Đẫy thủ đô Hà Nội để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng. Lần này thì người thực hiện quả đá phạt góc cũng sẽ là Đình Bảo. Không vào! Như vậy là bàn thắng được ghi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Sai lầm của thủ môn Văn Công khi có một tình huống chọn vị trí không chuẩn xác. Sự bùng nổ của các cổ động viên Hải Phòng. Người ghi bàn là Hoài Dương. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách. Và lại có pháo sáng. Sự cuồng nhiệt như không đáng có. Các cầu thủ đang đứng ở khu vực mà có rất nhiều pháo sáng được ném xuống sân. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hải Phòng rất bất ngờ. Và nó đến từ một tình huống cố định. 1-0. Khác với cách đây 1 năm, Hải Phòng mới là đội bóng có được bàn thắng dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Thủ môn Văn Công đã chọn điểm rơi không chính xác. Và Hoài Dương có pha đánh đầu đập đất vượt qua chốt chặn cuối cùng của câu lạc bộ Hà Nội, đó là Văn Kiên, người đứng sát cột dọc. Tỷ số là 1-0. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã có bàn thắng. Tỷ số hiện nay của trận đấu là câu lạc bộ Hà Nội 0, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 1. Giờ nghỉ giữa hiệp. Hãy cùng xem lại một góc độ khác của bàn thắng này. Bóng vượt quá tầm khống chế của thủ môn Văn Công. Và hơn thế nữa thì họ còn có sự tỏa sáng của các cá nhân. Tập thể hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng đã chơi tốt. Và Văn Toản thì cực kỳ xuất sắc. Oseni. Và sẽ có thêm một quả đá phạt 14m nữa. Và lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, hậu vệ của câu lạc bộ Hải Phòng để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Trước đó là Trịnh Văn Lợi và bây giờ là Hoài Dương, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Và đó lại là một quyết định chuẩn xác.
Văn Toản sẽ đối mặt với một chân sút khác cũng nằm trong top các chân sút tốt nhất của câu lạc bộ Hà Nội. Anh đã cản phá được Oma và bây giờ là Vũ Sam Sơn không mắc một sai lầm nào của Vũ Sam Sơn để có bàn thắng sau bàn tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số được san bằng 1-1. Bàn thắng thứ tư của Vũ Sam Sơn tại V-League năm 2019. Bây giờ thì tới lượt các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội có câu ăn mừng. Hãy cùng xem lại quả đá phạt 10m của Vũ Sam Sơn. Bóng đi vào góc khó và cũng đã đánh lừa được thủ môn Văn Toản. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Chu Đình Nghiêm, và họ đều là những cầu thủ đã ghi bàn trên sân hàng đẫy ngày hôm nay. Hoài Dương là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Hải Phòng. Nhưng chính anh là người đã cản phá và để bóng chạm tay trong tiếng tranh chấp với Oseni, tạo cơ hội cho Hoàng Vũ Sam Sơn, một cầu thủ vào sân thay người khác trong trận đấu này, lập công. Dắt tay vào con người của Quang Hải và cô Văn Toản cũng giống như tình huống đối mặt với Thái Quý trong hiệp 1, đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Quang Hải cố gắng để đưa ra một tình huống dứt điểm bằng cú vẩy bóng ngoài chân trái, nhưng tốc độ băng già của Văn Toản đã làm hẹp góc sút. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Văn Hậu vào Vũ Sam Sơn. Bóng vừa chạm đầu Oseni, Oma không đủ lực, không cho một nhịp và xoay người dứt điểm ngay. Đúng là thành bại của câu lạc bộ Hà Nội ở mặt trận tấn công phụ thuộc rất nhiều vào Oseni, Hoàng Vũ Sam Sơn và Oma. Tuyến hai không thể có được cú sút khi mà cao vệ của Hải Phòng áp sát rất nhanh. Thành Lương, Quang Huy, Thành Lương, Oma, vấn đề Oma vào. Bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Một khoảnh khắc mà phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng đã lâm vào tình trạng rối loạn. Công đầu trong bàn thắng vừa rồi phải thuộc về Thành Lương, với kinh nghiệm của mình khi vượt qua được hậu vệ biên của câu lạc bộ Hải Phòng. Hà Nội đang lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước đối phương với tỷ số 2-1. Cầu thủ số 39 Hoàng Vũ Sam Sơn ghi bàn cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số của trận đấu hiện nay, câu lạc bộ Hà Nội 2, câu lạc bộ Hải Phòng 1. Xem pha đảo người và vượt qua hậu vệ đối phương của Thành Lương. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng chính xác là đã lâm vào tình trạng bị rối loạn sau một loạt những pha bóng diễn ra trong khu vực 16m50. Oma một lần nữa là người chuyền bóng để cho Hoàng Vũ Sam Sơn ghi bàn, giống với bàn thắng trên sân vận động Tam Kỳ của Quảng Nam. Vẫn là những cầu thủ vào sân thay người tạo ra dấu ấn, Thành Lương và Hoàng Vũ Sam Sơn. Đó là bàn thắng thứ 5 của Hoàng Vũ Sam Sơn tại V-League năm nay. Lần này thì Oma đã có hai pha xử lý cực kỳ hợp lý vượt qua hai hậu vệ của câu lạc bộ Hải Phòng. Và không thể trách thủ môn Văn Toản với một pha dứt điểm ở cự ly gần đến như vậy. Đây đang là phút đá bù giờ thứ 3. Bảo Vũ Sam Sơn. Không có lỗi về vị. Và va chạm giữa Đỗ Hùng Dũng và Văn Toản. Một ngày thi đấu tốt của Văn Toản, nhưng anh có lẽ là cũng đã gặp nhiều khó khăn khi mà các người đồng đội ở hàng hậu vệ đã thấm mệt
trong quãng thời gian thi đấu thứ hai của hiệp hai. Sai lầm, cơ hội dành cho Quang Hải, tung vào lưới của Văn Toản và đó là bàn thắng khép lại trận đấu này. Quang Hải một lần nữa, Quang Hải lên tiếng và đó là bàn thắng thứ hai của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Cầu thủ số 19, mọi thứ chấm dứt cho câu lạc bộ Hải Phòng ghi bàn cho câu lạc bộ đá 2-0. Quang Hải lướt lên tỷ số nhẹ trận đấu hiện nay và tung ra câu lạc bộ Hà Nội 3, tung đông lưới của Văn Toản Hải Phòng 1, 3-1. Đây là những gì mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã lo ngại ngay cả vào thời điểm mà đội bóng của ông đã dẫn trước 1-0. Tất cả những gì tốt nhất của câu lạc bộ Hải Phòng đã dừng lại kể từ khi mà đội chủ nhà có bàn thắng sang bàn tỷ số từ chấm phạt 10m của ông Vũ Sam Sơn. Thế lực của họ bị sụt giảm một cách rõ rệt. Các hậu vệ không thể theo kịp đối với Hoàng Vũ Sam Sơn, Oseni và Oma nữa. Và tình huống vừa rồi là tình huống mắc sai lầm có thể nói là khó có thể chấp nhận trong bối cảnh mà trận đấu đang diễn ra ở những phút đá bù giờ. Lâm Quý là người đã để mất bóng và Quang Hải là người đã nhanh chóng trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Và trong tài chính, Ngôi Di Lân đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội kết thúc Hải trận Phòng. Đấu tâm điểm của vòng đấu tỷ số là 3-1 quốc gia với nghiêng về phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hà Nội và Hải Phòng đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính, cảm xúc cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài, nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn là một kịch bản cũ. Câu lạc bộ Hà Nội vẫn tạo ra được một sự cách biệt nhất định với câu lạc bộ Hải Phòng bằng thắng lợi với tỷ số 3-1. Hải Phòng đã không thể trụ vững trong 20 phút cuối trận, họ không thể làm gì hơn. Với thắng lợi này, câu lạc bộ Hà Nội trở lại với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì vị trí của câu lạc bộ Hải Phòng sẽ là vị trí thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tổng duyệt trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của giải bóng đá quốc gia World Cup 2019 của chúng tôi. Xin được phép quay lại đây. Đổi vị trí trắc nghiệm sau hai cầu môn. Các bạn sẽ di chuyển dọc theo đường pit khán đài B để đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực khán đài VIP. Xin trân trọng cảm ơn. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.